Chào các bạn, hiện tại mình đang ở chùa Thới Hưng nè các bạn, ở nhà bàn Tịnh Biên. Đây chùa Thới Hưng, các bạn, mình ở trước cổng nè. Hôm nay mình hành hương đến chùa Thới Hưng. Chùa này mình mới đi lần đầu tiên. Các bạn theo mình vô hành hương chùa nha. Đây, khuôn viên chùa. Ở dưới chân núi Ông Két nha các bạn. Bên đây thờ Quan Âm. Bên đây thờ hai tượng Quan Âm. Khuôn viên rất rộng luôn. Đi vòng vòng quay cho các bạn xem. Đây là khuôn viên chùa phía bên phải đó. Có hai cái tháp. Đây này, trong mình quay ra trước cổng các bạn. Có xe hành hương người ta đi, người ta ghé, người ta mới đi. Tính qua bên chỗ thờ Quan Âm nha. Ao sen. Đây là điện thờ Quan Âm. Quá đẹp luôn các bạn. Đây các bạn, đây là chùa chính của Thế Hưng Tự. Dạ, mình đã đi trong chùa các bạn. Ở trước có thờ Hộ Pháp. Hai ông Hộ Pháp. Mình đi vô chánh điện nè các bạn. Này là Tam Bảo.
Đây toàn cảnh bên trong chùa các bạn, chùa Thới Hưng. Chùa gọn chứ không có lớn. Nên đi dạy ăn sao cho các bạn xem. Đây là Tam Bảo mà. Đây thờ Phật hình tay hình mắt. Ở phía sau thờ Đức Đạt Ma nè. Đạt Ma Tổ Sư. Rồi mình đi vòng cái nữa mình kết thúc video luôn các bạn. Mình quay chánh điện cái nữa. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây các bạn. Nếu thấy hay các bạn like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn nhiều.